Thưa quý vị, trên màn hình của chúng tôi vào lúc này là nội dung đơn thư kèm hình ảnh thực tế về vụ tai nạn nguy hiểm do không có lối đi riêng được người dân sinh sống tại chung cư Lux Garden, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh gửi đến đường dây nóng của VTV9. Theo phản ánh của cư dân, chung cư Lux Garden do tập đoàn Đất Xanh làm chủ đầu tư đã bàn giao nhà từ năm 2018, nhưng đến nay vẫn không có đường kết nối giao thông riêng nên người dân phải đi ké con đường của cụm cảng rau quả và cảng Lotus. Và đây là tuyến đường riêng của các kho cảng, cho nên hàng ngày là xe container, xe tải trọng lớn ra vào rất đông. Chỉ cần thiếu quan sát thì tai nạn có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Dù khi mua nhà, chủ đầu tư cam kết sẽ làm những tuyến đường kết nối ra vào các trục đường chính, nhưng hơn 5 năm trôi qua thì đường vẫn không thấy đâu. Vâng, thưa quý vị, và ngay sau khi nhận được những phản ánh của người dân thì phóng viên Alo V9 đã đi xác minh thông tin. Và sau đây sẽ là những ghi nhận của phóng viên chúng tôi. Mời quý vị theo dõi. Chia sẻ với phóng viên, các cư dân tại đây cho biết bị té ngã trầy tay chân là chuyện bình thường ở con đường đi ké vào chung cư này. Nặng hơn, đã có cư dân bị hư luôn một mắt vì té ngã. Thậm chí, con người tay lái yếu nên đâm vào đuôi xe container. Đó là những nỗi sợ mà 2.000 cư dân sinh sống tại chung cư này đang phải chịu đựng trong suốt hơn 5 năm qua. Đất Xanh mà không nói ngay từ đầu thì đâu có mua, đúng không? Thì mình cảm thấy ai cũng sợ cảng, nên là nhà, thật sự là nhà ở như đây nhiều người mà mua để từ đầu mà nghe nói như vậy xong mua đầu tư nhà đâu có lên, bị lỗ không à? Bây giờ bán lỗ không? Còn cái con đường này là của người ta muốn đậu sao người ta đậu. Bức xúc thì mình ở thành phố mà giống như con thua ở dưới quê. Tại giờ những cái xe mà bụi bặm tha sình đất ra ngoài, rồi mình đi thứ nhất hết bụi, trời nắng thì bụi, còn trời mưa thì sẽ trơn trượt. Kể cả bản thân mình cũng như là vợ mình là bị té ở cái ổ voi mà nó ngập nước ở đây nhiều lần rồi. Mình rất là ngạc nhiên tại vì chung cư này là cái đường vào nó lại là đường cục. Trường hợp xấu nhất là có trường hợp cháy nổ hay gì đó thì cái việc mà di chuyển tài sản hay là cái việc tiếp cận của công an phòng cháy chữa cháy nó rất là hạn chế. Theo các cư dân, lúc đặt vấn đề mua nhà, chủ đầu tư đều cam kết sẽ kết nối khu chung cư này ra trục chính bằng hai tuyến đường D7 và N14. Tuy nhiên, từ khi bàn giao nhà đến nay, chủ đầu tư là công ty Đất Xanh đã không thực hiện như những gì đã cam kết. Đây là con đường N14 theo như cam kết của chủ đầu tư chung cư Lux Garden sẽ là lối đi và sẽ kết nối hạ tầng giao thông cho hơn 2.000 cư dân sinh sống tại đây. Tuy nhiên sau hơn 5 năm trở về đây thì cư dân chỉ có một lối đi duy nhất là một con đường mượn tạm và là ngõ cụt như thế này. Đã có nhiều đơn thư phản ánh được người dân gửi lên chính quyền địa phương, chủ đầu tư, nhưng suốt nhiều năm qua đều rơi vào im lặng. Sở thì nói rằng là quận kiểm tra lại. Bây giờ khi mà cư dân nói lên thì quận lại kêu là Sở Giao thông Vận tải kiểm tra lại. Thì cư dân không biết là trách nhiệm thuộc về ai. Đất Xanh thì họ đã từ chối cái trách nhiệm làm đường rồi, có văn bản gửi cho quận 7 rồi. Để đi lại an toàn, cư dân tại đây đã cùng nhau đóng góp hàng trăm triệu đồng để sửa chữa hư hỏng và lấp vá các ổ voi cho con đường đi ké của cụm cảng. Tuy nhiên, nó cũng như muối bỏ biển trước lưu lượng hơn 300 xe tải trọng lớn lưu thông hàng ngày, nên đường lại xuống cấp trở lại. Trước thực trạng gây bức xúc và mất an toàn cho tính mạng của người dân như thế này, chúng tôi sẽ liên hệ với chủ đầu tư cũng như là cơ quan chức năng của quận 7 thành phố Hồ Chí Minh để có thêm thông tin về vấn đề này và sẽ phản hồi sớm đến quý vị.